Xin chào toàn thể các bạn đã quay lại với kênh Gia Huy Audio nha. Tiếp tục ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 5 tháng 3 này. Thì em bắt đầu vừa mới dọn xong được cái lô mic, vừa cho sơn lại xong được cái lô mic Beyer. Lô mic Beyer và Zila Cạc này. Beyer thì nó có hai loại, một loại là vỉ xanh dương 6 số tự ngắt và một loại là vỉ tím đời cao nhất 6 số tự ngắt và có cả gia tốc, với cái một loại là Zila Cạc R3300. Thì thực sự là đầu năm về được mấy chục bộ, nhưng mà các bác thì cứ đặt hết sạch luôn, dọn xong được bộ nào là các bác thì lấy luôn bộ đấy. Hôm nay là vừa dọn xong cái thì gửi đi, thực sự là cũng chỉ còn vài bộ thôi. Zila Cạc thì hết sạch, còn Beyer thì mỗi loại em chỉ còn khoảng vài bộ thôi. Em gửi cả bán cho cả khách lẻ và khách sỉ nữa. Ngày hôm nay là đi hết cả cái đống này luôn. Đây, năm nay thì em sẽ cho sơn với những cái màu sơn nó ra nó rất là đẹp các bạn. Đây các bạn nhá. Đây, sử dụng công nghệ sơn ô tô này. Đây này do bên em tự phối màu nhá. Tự lên màu và tự thì sơn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây, sử dụng công nghệ sơn ô tô này, 3 lớp, 3, 4 đến 5 lớp nhá. Sơn ra được những cái bộ mic nó đẹp như thế này thì nó rất là mất nhiều công, nhiều thời gian. Sơn nót này, nót xong đến sơn nền, phủ màu, làm màu ok xong bắt đầu mới lại phủ một lớp bóng. Cái độ bền của nó thì bền có thể bền ngang hoặc là bền hơn so với sơn zin các bác nhá, nên các bác không phải lo về cái độ bền. Riêng về cái tay mic về sơn này em có thể bảo hành cho các bác 2 đến 3 năm đến 5 năm với cái nước sơn này, cực kỳ là bền luôn. Và bên em hiện tại là có nhận sơn lại các cái tay mic cũ các bác nhá. Các cái tay mic Zila Cạc này, các bác nhìn thấy cái nước sơn của nó cực kỳ sâu, cực kỳ đẹp luôn. Có thể phối ra được rất rất nhiều các cái màu. Màu này nó dạng như màu vân đá đấy. Nhìn nó rất là đẹp luôn, rất là nạ mắt. Các bác nhìn cầm hát trên thị trường thì thực sự là không có cái màu sơn kiểu như này luôn, không có cái tay mic nào có những cái màu sơn nó nạ như thế này. Và sắp tới thì bên em còn ra những cái màu sơn titan này, những cái thiết kế những cái màu sơn vân đá và những cái màu khác nữa, nó còn đẹp hơn rất là nhiều nữa. Thì các cái lô mic sắp tới thì bên em sẽ làm cho các bác. Thực ra nhiều bác thì cứ ngại là sơn zin thì dùng mic bãi phải sơn zin thì nó mới hay, nó mới chuẩn. Thế nhưng cái quan trọng nó là cái linh kiện ở bên trong. Đấy, linh kiện bên trong nó phải bao zin hết cho các bác. Chứ còn kể cả tay mic zin mà họ thay ở bên trong rồi thì cũng vứt đi các bạn. Còn cái bề ngoài thì hàng bãi nó phải xước sát. Mà xước sát thì chúng ta lại phải làm lại cho nó đẹp như mới. Đấy. Khi mà chúng ta có một cái bộ mic nó hay rồi, đấy, nó rất là ưng ý mình rồi, mà cái tay mic của nó lại xấu quá thì chúng ta cũng cảm thấy là cũng chưa ok lắm đúng không? Nhưng các bác làm lại được những màu sơn nó đẹp như thế này, phê như thế này. Đấy. Nhìn ở ngoài như nó đẹp hơn so với em quay video với chụp ảnh rất là nhiều luôn. Nó phải đẹp hơn gấp 2, gấp 3 lần cơ. Nếu mà quay video thì nó còn có cái độ thật hơn một tí. Đấy. Chứ còn chụp ảnh thì nó không nên được những cái chiều sâu 3D như thế này các bác này. Các bác nhìn không? Nhìn nó đẹp lộng lẫy luôn, rất là phê, rất là sâu nhá, nhìn ở ngoài nó sâu lắm. Đấy. Rất là đẹp, bộ nào cũng như bộ nào luôn. Đấy, rất là hay đấy nhá. Đấy, những cái màu thiết kế nó đơn giản này thôi, nhưng mà nó cách điệu đi, nó tạo cho cái bộ mic nó lạ mắt hơn. Đấy, cái quan trọng là cái sơn, nước sơn của nó rất là bền nhá. Đây là dòng mic Beyer vỉ xanh dương nhá. Vỉ xanh là cây thì là đời nó sẽ thấp hơn, nó rẻ hơn. Còn vỉ xanh dương thì nó là đời dòng cao hơn nhá. Đấy, nó cũng sẽ đắt tiền hơn. Nó dòng 6 số tự ngắt. Đấy, còn đây là vỉ tím này. Vỉ tím này, hôm nay em gửi đi. Đây, có những bác thích sơn zin thì em cũng đã bớt lại một vài bộ sơn zin. Sơn zin thì nó sẽ bị xây sát như thế này các bác này. Đấy, do quá trình sử dụng. Đây. Nói chung là nó còn đẹp khoảng 80%, khoảng 80% trở lên.
Bởi vì là vừa mới dọn xong hôm nay xong thôi nên là cũng còn vài bộ thôi, thì tiện thể em gửi cho khách thì em cũng quay luôn cho các bác, để các bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm Mic Buyer đấy, thì có thể liên hệ cho em. Bởi vì vừa về được mấy chục bộ, dọn được bộ nào thì hết bộ đấy, thì em cũng không thể nào ngồi quay được hết tất cả để giới thiệu để cho các bác đặt hàng. Thì hôm nay em tiện thể em quay luôn đây, và lát nữa mà tối tối mà có rảnh thì em sẽ lại ngồi em test vài bài hát ở trên ghế Mic Buyer cho các bác. Thực ra thì Mic Buyer thì trên video kênh của em có rất là nhiều rồi, nhưng các bác biết là nếu các bác đã mua những cái dòng mic 6 số Buyer tầm từ 2 triệu trở lên thì các bác không phải nghĩ đến chất âm rồi, cứ tầm từ trên 2 triệu trở lên. Nếu mà là đúng mua hàng của bên em thì em cam kết là hàng chuẩn zin và chất âm cực kỳ hay. Còn tầm mic khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 của Buyer thì nó là đỉnh cao của Buyer rồi, nên là chất âm thì các bác không phải nghĩ, còn các bác chỉ quan tâm đến là cái độ đẹp của nó là bao phần trăm thôi, đời của nó là đời sản xuất bao nhiêu. Còn Buyer thì chất âm của nó, ví dụ như là những dòng vị tím thì phần lớn là chất âm của nó là như nhau hết đấy, nó là một cái 9, một cái 9,5, một cái 9, một cái 10, 9,5, một cái 10. Còn cái loại vỉ xanh dương thì nó cũng ngang như thế thôi, 9, 9,5 và 10 đấy, chứ nó không có chênh lệch nhiều đâu. Cái bộ ví dụ như dòng xanh dương này thì là nó chỉ không có cái cảm biến gia tốc thôi, và có những đời thì nó sâu hơn một chút, nó có tiếng ngắt nhưng nó không có cảm biến gia tốc đấy. Thì giá của nó sẽ mềm hơn. Còn những cái đời vỉ tím thì giá nó sẽ cao hơn vì nó đầy đủ hết full tính năng để cho chúng ta sử dụng gia đình. Những cái màu sơn nó thiết kế nó thay đổi một chút thôi, nhưng mà tạo cho cái bộ mic của bác nó rất là nhiều sự khác biệt so với những cái dòng mic trên thị trường, đúng không? So với các tay mic trên thị trường. Thì đợt tới em sẽ lấy thêm những cái chống năn cao cấp, chống năn vuông cao cấp ý. Hiện tại bây giờ bên em đang hết. Đây các bạn này, chống năn vuông cao cấp như này này. Đấy, sắp tới thì em sẽ đặt số lượng rất là lớn về để phân phối và tặng kèm cũng như là bán cho các bác, để các bác nắp vào những cái bộ mic của mình. Đấy, những cái bộ mic nào đẹp, bộ mic cao cấp một chút, rồi còn các bác muốn thay đổi cho cái bộ mic của nhà mình nó đẹp hơn thì các bác sử dụng cái chống năn này, nhìn cái bộ mic nó sang chảnh hơn rất là nhiều. Đấy, thì sắp tới em sẽ nhập số lượng về, và những bác nào mua mic ở bên em cứ mic mà trên 2 triệu em sẽ tặng kèm luôn cái chống năn này. Đấy, cặp chống năn này thị trường bán tầm 120 đến 150 một cặp nhá. Đấy, cặp Doctor Mic này rất là đẹp luôn, màu của nó rất là đẹp. Rồi, với cả các phụ kiện bên em thì vẫn là rắc đồng 6 ly này, tặng rắc đồng 6 ly này. Đấy, còn có cả kèm theo pin sạc, phụ kiện pin sạc rất là nhiều phụ kiện nha, đi kèm nhá. Rồi là chống lưới lưới của mic bằng Elox này. Đấy, đây là lưới Elox này, 200.000 một cặp này nhá. Đấy, chuẩn Elox luôn, các bác dùng mãi mãi không bao giờ sợ gì luôn. Đó, bây giờ em sẽ bắt đầu đọc hàng. Đây, mic vỉ tím này gửi cho khách xỉ đây, vỉ tím này rất là đẹp luôn. Hàng về đến đâu có bao nhiêu là hết gần đấy. Đầu năm này rất là hiếm hàng. Còn vài bộ nữa bán xong thì chắc cũng lại ngồi chơi tiếp các bạn. Lại ngồi chơi đến tận sang giữa tháng 2 thì may ra lúc đấy thì hàng là mới về nhiều được. Rồi, các bác quan tâm đến sản phẩm mic Buyer. Hiện tại chỉ còn Buyer thôi thì có thể liên hệ cho em nhé. Liên hệ qua các cái số điện thoại hoặc là Zalo của em là 0777253333 hoặc là 0567128888. Nick Facebook chính là Gia Huy Âm Thanh nhá. Rồi, các bác xem xong video của em thấy kênh của em nhiều sản phẩm các bác cần thì hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi. Cảm ơn và chào tất cả các bác nhá.